Xe bồn va chạm xe máy khiến hai người tử vong. Chiếc xe bồn khi đang lưu thông theo hướng Sơn La, Hà Nội đã va chạm xe máy di chuyển theo hướng ngược lại, hai người ngồi trên xe máy tử vong. Vụ tai nạn này xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày 22 tháng 10 tại km 300+950 quốc lộ 6, thuộc địa phận thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Thời điểm trên, chiếc xe bồn khi đang lưu thông theo hướng Sơn La, Hà Nội đã va chạm xe máy di chuyển theo hướng ngược lại. Thông tin từ Văn phòng Quản lý Đường bộ Y. 1. Cục Đường bộ Việt Nam, sự việc khiến hai người ngồi trên xe máy tử vong. Tại hiện trường, xe máy nằm dưới bánh xe bồn và bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ từ chiếc xe văng xuống, bắn ra khắp nền đường xung quanh. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tiến hành phân luồng giao thông, đồng thời bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.